Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà cùng các ông bà Đoàn Ngọc Hùng Anh, Huỳnh Bá Cử, Nguyễn Thị Phượng có bề tiếp xúc đại diện cử tri phường An Hải Bắc trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà đã thông tin khái quát về chương trình kỳ họp, các nội dung chính sẽ được đề cập thảo luận tại kỳ họp thứ 7 sắp tới. Cử tri phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chính sách cho người có công cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn, các gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các cử tri cũng đề nghị cần có biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu đất trống, đảm bảo trật tự đô thị, đặc biệt là tình trạng đậu đỗ xe không đúng quy định tại các kiệt hẻm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đề nghị có biện pháp và chế tài, các cái khu và lô đất trống trên đường Ngô Quyền cũng như các lô đất ở trong khu dân cư, vì ở những khu đó là không có ai quản lý, rác đổ rất nhiều. Đề nghị là quý vị giải quyết cho mấy vấn đề đó. Ở công viên Biểu Đông, mà chúng ta thường gọi là công viên Phạm Văn Đồng đó, thì ở đây là thường thường là cho thuê mặt bằng ở các công viên này để dựng các cái lều bạt, bán hàng đủ thứ, trong đó có cả cái ẩm thực ăn uống nữa, cho nên gây phản cảm, nhếch nhác, nhớp nhúa người dân và du khách du lịch phàn nàn rất nhiều. Thì không biết cái này sở văn hóa quản lý hay là ban quản lý khu Sơn Trà và các cái khu du lịch bãi biển Đà Nẵng thì không rõ, nhưng mà cái này là thường xuyên xảy ra. Như mấy ngày gần đây thì cái không gian này là chiếm gần như là 70-80% người dân tập thể dục, đi bộ, ngồi ngắm biển rất khó khăn, cản trở rất nhiều. Cho nên tôi đề nghị đấy là hội đồng nên có ý kiến với cái cơ quan chức năng. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để có câu trả lời cho bà con cử tri trong thời gian sớm nhất.